Mọi người thấy cái mô hình remote bằng remote mới của chiếc xe container này đẹp thì nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Remote này làm được khoảng 2 bộ lắp ghép. Mọi người thích làm cái remote này thì nhớ comment bên dưới để mình hướng dẫn nhé. Ok. Nếu mọi người thấy remote này đẹp nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người.